ba cụm từ này nó sẽ bắt đầu bằng chữ không, mô tả cái hành trình làm startup của anh. Ba cụm từ đó là gì ạ? Không biết, không nên biết, không thể không biết. Ông này ông kia lên báo nó gọi 4 triệu đô, công ty triệu đô, việc gọi vốn nó vô tội vạ. Anh thấy có gì đó sai sai. Cái thành công của anh nó sẽ đo bằng cái gì? Em có từng làm mấy cái gì mà điên rồ cho cuộc sống em chưa? Tôi đang phí thời gian vào những thứ mà nó chẳng dẫn đến đâu cả. Cái chữ dũng khí, courage, cái chữ đó quan trọng lắm. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với bài viết Có nên theo đuổi một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu? Trên tình bạn dưới tình yêu, cùng xem tác giả kiến giải vấn đề này như thế nào nhé. Hầu hết ai trong chúng ta khi bắt đầu một mối quan hệ cũng hy vọng nó sẽ kéo dài và trở nên tốt đẹp. Một mối quan hệ tuyệt vời sẽ là mối quan hệ đem lại cho cả hai khoảng thời gian gắn bó, hạnh phúc và vui vẻ. Tuy nhiên, trên thực tế để có được mối quan hệ như thế lại vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi một quá trình với nhiều yếu tố phức tạp như chấp nhận cái tôi của đối phương, sự nhường nhịn, thấu hiểu và cả việc đảm bảo về tài chính. Chính bởi những đòi hỏi khắt khe như vậy nên nhiều người trẻ hiện nay đã chọn No Strings Attached Relationship, hay còn gọi là bước chân vào một mối quan hệ không có quá nhiều ràng buộc. Vậy thì No Strings Attached Relationship là cái gì? No Strings Attached Relationship có thể hiểu là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu và không có sự ràng buộc, khi hai người không cần phải có trách nhiệm với nhau. Trong mối quan hệ này, họ sẽ có cuộc sống riêng, có thể gặp nhau hoặc lên giường với nhau bất cứ lúc nào họ muốn mà không có cảm giác tội lỗi hay can thiệp quá sâu đến cuộc sống của đối phương. Hiểu một cách đơn giản thì No Strings Attached Relationship chính là mối quan hệ chỉ tồn tại ham muốn tình dục đơn thuần và hoàn toàn không có tình yêu trong đó. Mối quan hệ này được xác lập sẽ bao gồm những luật chung và riêng, thống nhất giữa cả hai về mong muốn và về cuộc sống cá nhân của chính họ, yêu cầu đối phương tôn trọng và không phá vỡ chúng. Với cuộc sống xô bồ và bận bịu như hiện nay, có rất nhiều người trẻ ưa chuộng mối quan hệ này. Đôi khi phải đối mặt với áp lực công việc cùng những vấn đề khó khăn trong cuộc sống khiến họ cảm thấy mệt mỏi và stress, nên việc tìm kiếm ai đó có chung quan điểm để tâm sự và làm thỏa mãn bản thân sẽ giúp họ thoải mái hơn. Đồng thời nó cũng phần nào đảm bảo sự tự do của họ trong cuộc sống. Vậy thì chúng ta có vài câu hỏi đặt ra về một mối quan hệ không ràng buộc. Trong một vài năm trở lại đây, No Strings Attached Relationship nổi lên như một hiện tượng mới của giới trẻ. Nó cũng là đề tài chính trong nhiều bộ phim như Friends with Benefits 2011, Love and Out of the Rock 2010 hay One Day 2011. Và tiêu biểu nhất có lẽ phải kể đến No Strings Attached của đạo diễn Ivan Reitman ra mắt khán giả vào năm 2011. Bộ phim kể về câu chuyện tình giữa anh chàng điển trai Adam và cô nàng độc lập Emma. Họ quen nhau tại hội trại Weehawken khi cả hai mới là những đứa trẻ 14 tuổi. Vài năm sau khi đã trưởng thành, Adam và Emma tình cờ có cơ hội gặp lại. Nếu Emma xuất hiện như một cô gái độc lập và luôn coi các mối quan hệ yêu đương là không cần thiết, thì Adam cũng là một chàng trai đào hoa, ưa thích những chuyện tình chóng vánh. Có lẽ bởi nét tương đồng không thích sự ràng buộc ấy, nên cả hai đã quyết định đến với nhau như những người bạn tình nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý đơn thuần thay vì tìm hiểu để xác lập mối quan hệ yêu đương. Ban đầu, mối quan hệ thể xác này diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi họ nhận ra cảm xúc thật của mình dành cho đối phương. Lấy vấn đề tình dục và tình yêu làm trọng tâm để khai thác thông qua những câu thoại gần gũi cùng cách xử lý tình huống rất đời thường của các nhân vật, No Strings Attached đã đem đến một góc nhìn mới về các mối quan hệ của giới trẻ trong nhịp sống xã hội hiện đại, nơi mà tình dục đến còn dễ dàng hơn cả tình yêu. Với những cảnh nóng của Mark 18 cộng cùng diễn xuất tinh tế nhưng không kém phần dí dỏm của cặp đôi chính, bộ phim đã mang đến một trải nghiệm đầy thú vị, đi từ lãng mạn, hài hước đến nóng bỏng, dạo dực đối với khán giả theo dõi. Đồng thời, câu chuyện tình của Emma và Adam cũng đặt ra câu hỏi lớn cho giới trẻ hiện nay rằng liệu mối quan hệ thỏa mãn tình dục không ràng buộc bởi tình yêu có thực sự tốt và tồn tại lâu dài khi ta không thể đảm bảo kiểm soát được cảm xúc của chính mình trong nó. Câu hỏi là lợi hay hại khi ở trong một mối quan hệ không ràng buộc? Thẳng thắn mà nói, với bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống cũng đều có hai mặt lợi và hại. Điểm tích cực và tiêu cực trong một mối quan hệ sẽ phụ thuộc vào đối tượng và mục đích của mối quan hệ ấy. Vậy nên khi bắt đầu, chúng ta sẽ phải chấp nhận những ưu điểm cũng như những rủi ro mà chúng có thể đem lại. Giống với FWP, Friends with Benefit hay Honest One Night Stand, No Strings Attached là mối quan hệ thường dành cho những người yêu thích sự tự do, không muốn bị ràng buộc hay kiểm soát bởi một ai đó. Những người bận rộn thường có ít thời gian, thích sự thoải mái, phóng túng nhưng lại không muốn phải cô đơn. Mối quan hệ này sẽ đem lại niềm vui cho họ trong việc thỏa mãn nhu cầu về tình dục khi không phải cam kết hay có cảm giác tội lỗi, bận tâm quá nhiều. Nó cũng cho phép họ thay đổi và lựa chọn những đối tượng khác nhau mà không cần phải chung thủy với một người nào đó.
Ngoài ra, sự không ràng buộc này cũng giúp họ làm chủ được cảm xúc của chính mình thay vì phải vật lộn trong hành trình thấu hiểu hay sẻ chia với đối tượng trong một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Tất cả những điều này sẽ giúp họ tiết kiệm được thời gian và thoải mái trong cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà mối quan hệ No String Attached đem lại thì nó cũng tiềm tàng những rủi ro mà mỗi người bước chân vào có thể phải đối mặt. Thông thường, mối quan hệ này sẽ không phù hợp với những người muốn tìm kiếm bạn đời, yêu thích sự thủy chung và nuôi hy vọng tiến tới hôn nhân, bởi nó được xác lập hoàn toàn không dựa trên cảm xúc của người tham gia, không có sự ràng buộc của tương lai hay những lời cam kết. Có lẽ cũng chính bởi như vậy, nên nếu một trong hai người nảy sinh tình cảm thực sự với người còn lại thì hầu hết đều sẽ không được đáp trả. Từ đó nó có thể mang đến sự khó xử cho đối phương và nỗi đau cho chính bản thân họ. Bên cạnh đó, khi bạn ở trong mối quan hệ không ràng buộc quá lâu, nó có thể khiến bạn không còn muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc trong tương lai nữa. Điều này vô hình chung sẽ khiến bạn mất đi giá trị thực sự của cuộc sống. Ngoài ra, việc tham gia mối quan hệ này với nhiều người khác nhau đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và thể chất của chính bạn. Trên thực tế, tình dục và tình yêu thường có mối quan hệ mật thiết và song hành với nhau. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng đủ trưởng thành để hiểu và dung hòa được chúng. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu mối quan hệ nào đó, dù nghiêm túc hay không, bạn cũng nên xác định rõ được đối tượng và mục đích của chính mình. Ta học được gì từ mối quan hệ không ràng buộc? Kết phim No String Attached sau một thời gian dài ở trong mối quan hệ không ràng buộc với những cãi vã, hiểu lầm và khi xác định được tình cảm của bản thân dành cho đối phương, Adam và Emma đã quyết định thổ lộ lòng mình để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc trong tương lai. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng hãy luôn thành thật với cảm xúc của chính mình, bởi mỗi người trong chúng ta khi sinh ra đều khao khát được yêu thương và mong muốn bản thân mình hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận một người nào đó bước vào cuộc đời của mình. Hãy dành thời gian tìm hiểu và quan tâm đến đối phương. Một mối quan hệ nghiêm túc bao giờ cũng tốt hơn một mối quan hệ tạm bợ. Tất nhiên, bạn cũng nên xác định mối quan hệ nào sẽ phù hợp với thời điểm hiện tại của bạn. Bởi xét cho cùng, mỗi thời điểm sẽ phù hợp với một mối quan hệ khác nhau. Nếu bạn đang bận rộn và vẫn muốn tìm kiếm ai đó để không cô đơn, thì No String Attached Relationship sẽ là lựa chọn vô cùng đúng đắn. Còn khi bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, thì hãy cân nhắc đến việc tìm hiểu đối phương một cách thật lòng bạn nhé. Cuối cùng, hãy chắc chắn về những cảm xúc và quyết định của bạn. Đừng nói dối chính mình rằng bạn có thể tận hưởng tình dục với ai đó, trò chuyện thân mật mà vẫn ngăn mình không có tình cảm với họ. Hãy biết cân bằng tình dục với tình yêu vì nó có thể giúp bạn hạnh phúc trong tương lai. Lời kết. Như bạn có thể thấy, việc tìm cho bản thân một mối quan hệ không ràng buộc là điều vô cùng dễ dàng. Nếu bạn chưa có người yêu và chưa sẵn sàng tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc thì hãy thử bắt đầu mối quan hệ đầy thú vị này. Tuy nhiên, hãy chọn đúng đối tượng và xác định rõ ràng cảm xúc của mình để tránh những rủi ro có thể ập đến bạn nhé. Trên tình bạn, dưới tình yêu, không biết các bạn đã có cho riêng mình đáp án chưa nhỉ? Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại!